nữ hành khách Mỹ ẩu đả với nhân viên hãng hàng không, lớn tiếng đe dọa nhân viên của Spirit Airlines tại cổng lên máy bay rồi lao vào hành hung. Que Maria Scott nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Que Maria Scott, 29 tuổi, đến từ Philadelphia, bị cáo buộc đã ẩu đả với Jasmine Roden, nhân viên của Spirit Airlines, tại cổng lên máy bay ở sân bay quốc tế Hartsfield Jackson Atlanta, Georgia, Mỹ, hôm ngày 30 tháng 4. Đoạn video ghi lại cảnh tượng cho thấy Scott mặc chiếc áo nỉ chui đầu có mũ màu xám, giằng co với Roden, và vào hàng rào an ninh lối đi rồi cùng ngã xuống đất trước sự sửng sốt của những người xung quanh, theo news.com. Một số hành khách nhanh chóng tiến tới tách hai người phụ nữ ra. Khi bị áp giải ra khỏi cổng lên máy bay, Scott tuyên bố đang mang thai 6 tháng dù trên người được cho là có mùi rượu. Tôi đang mang thai đấy, nữ hành khách nói lớn. Scott bị bắt vì hành vi tấn công, gây mất trật tự công cộng và được đưa tới nhà tù quận Clayton ở Johannesburg. Theo lời khai của Roden, vụ ẩu đả nổ ra khi Scott đến gần cổng lên máy bay, hỏi về chuyến bay mình đã mua vé. Sau đó, cô được cho bắt đầu đe dọa một trong những nhân viên tại cổng, người đã gọi điện báo cảnh sát. Scott tuyên bố với những hành khách khác xung quanh bằng lời lẽ thô tục rằng sẽ đánh nhân viên sân bay nếu không lên được máy bay. Khi đó, Roden nói sẽ từ chối cho Scott lên máy bay vì những hành động và tuyên bố của nữ hành khách tại khu vực cổng. Sau khi một nhân viên đóng cổng, Scott lao vào tấn công Roden. Hành khách 29 tuổi bị cáo buộc vung tay đánh vào mặt bên trái, giật tóc của Roden và xô cô vào hàng rào an ninh. Khi cả hai ngã xuống đất, Scott đè lên người Roden và cần tới 4 người mới tách được nữ hành khách ra. Roden nói rằng rõ ràng cô ngửi thấy mùi rượu trên người Scott dù cô ấy tuyên bố đang mang thai, báo cáo của cảnh sát ghi. Cũng trong ngày 30 tháng 4, một hành khách bị hãng hàng không United Airlines cấm bay vĩnh viễn. Sau khi hành hung một thành viên phi hành đoàn và cố gắng nhảy ra ngoài bằng lối thoát hiểm trong thời gian hành khách lên máy bay. Cụ thể, khi chuyến bay đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế San Francisco, bang California, Mỹ, đến Houston, bang Texas, hành khách Nea Jimenez yêu cầu người đàn ông và vợ anh ta rời khỏi chỗ ngồi đã được chỉ định dành cho cô. Cặp vợ chồng bất hợp tác và căng thẳng leo thang. Sau đó, một nhân viên sân bay phải can thiệp. Qua đoạn video ghi lại vụ việc, người đàn ông này liên tục vung tay vào nhân viên và các hành khách khác trong khi mọi người cố gắng kiềm chế anh ta.